Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bãi Nhật ạ. Hôm nay em có đăng một cái video này là video cuối cùng của năm 2022 nhé các bác. Lời đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn các bác trong thời gian một năm qua đã luôn yêu quý và ủng hộ em ạ. Và em cũng xin chúc tất cả mọi người có chuẩn bị đón một cái Tết nguyên đán hạnh phúc vui vẻ ạ, bên gia đình và tất cả người thân yêu của mình ạ. Hôm nay thì hàng thì cuối năm rồi nó cũng không có những cái hàng gì đẹp hoặc là độc lạ mấy, thì có một số mặt hàng cũ hoặc là tồn kho trong nhà thì em mang ra em vừa bán vừa xả cho các bác về các bác sử dụng nhá. Mã hôm nay là mã E ạ. Và nhân dịp cuối năm hôm nay thì tất cả các đơn hàng nào mà giá trị nó trên 250k thì em sẽ miễn phí ship ạ. Và mỗi đơn hàng thì em sẽ tặng kèm thêm khoảng cái này thì có một ít bấm móng tay mà không biết đủ không thì tặng mỗi mỗi đơn hàng tặng các bác khoảng một hai cái ạ, hai cái. Nếu mà thiếu thì em sẽ tặng cái khác cho các bác nhá. Em sẽ tặng mỗi đơn hàng em sẽ tặng hai cái bấm móng tay này. Cái này thì xài vẫn còn rất là ngon nhá. Nó em chưa vệ sinh thôi ạ. Mã đầu tiên hôm nay là mã E ạ. Mã đầu tiên là mã E1. Mã đầu tiên là E1. E1 là một cái ly giữ nhiệt này. Ly này thì nó có chiều cao nào. Chiều cao là 10,5. Miệng của nó là 7,5 cm. 7,5 cm. Ly này thì 4-5k một ly ạ. 4-5k. Đi. Thể tích của nó là 350 ml nhé bác, 350 ml. Đây, còn một này hồi trước em bán mà giờ nó còn sót lại một số cái. Và đây là đến E2. E2 là một cái bình giữ nhiệt nhiệt mini này. Cái này thể tích của nó là 120 ml, 120 ml đó. Nó cũng còn mới chưa xài đâu. Đây, trong lòng còn rất đẹp nhé. Các bác có thể mua đựng nước nóng hoặc đựng sữa cũng được này. Cái này E2 là 20.000, 20.000. Có hai loại nha các bác. Một loại hồng, một loại lâu này. Hai loại. Thể tích ngang nhau nhá. E2 20.000. Mã số tiếp theo là E3. E3 cũng một cái bình giữ nhiệt này. Bình này thì thể tích của nó là 250 ml. Đây, nó còn đẹp mới nhá, chưa xài đâu. 250 ml. Bình này nó có hai màu xám và màu trắng này. Này E3 là 40.000 một bình ạ, 40.000. Nó đựng được 250 ml ạ. Mã số tiếp theo E4 cũng một cái bình giữ nhiệt, bình này màu hồng này. Bình này thể tích của nó khoảng 250 ml ạ. Còn mới còn đẹp nguyên nhá. Cái này E4 là 40.000 luôn. Đến mã số tiếp theo là E5 ạ. Mã số tiếp theo là E5. E5 là một cái cây xẻng, xẻng gấp. Chiều dài lưỡi cây này là 21 cm. Chiều ngang lưỡi cây xẻng này là 15,5 cm ạ, 15,5 cm. Cái này thì bề mặt nó hơi bị rỗ tí nha các bác. Nó hơi rỉ rỗ tí này. Và cái con ốc xoáy này nó hơi cứng này, về các bác gõ ra hoặc gõ ra rồi tra dầu vào gõ cho nó trơn ra nhá. Nó các bác tháo ra được đấy. Đây nó có cái logo. Logo. Có dập chữ Japan trên lưỡi xẻng nhá các bác. Đây ạ. Cán thì còn đẹp và còn chắc chắn ạ. Có cái con ốc này hơi bị kẹt tí này. Cái này là E5 170.000 ạ. Mã số tiếp theo là E6 ạ. E6 là một cái cây xẻng. Chiều dài lưỡi cây này là 23 cm. Chiều ngang lưỡi của nó tầm 16 cm, 16 cm. À, lưỡi xẻng thì còn mới nhá bác, chưa gần như chưa qua sử dụng, còn nguyên lớp sơn mạ này. Và lưỡi rất là dày, trong dày khoảng 2,5 ly ạ. Phần cán của nó đây. Cái này nó giống như kiểu xẻng đào nhá bác. Mình đào á, đào trong góc hẹp nên cán nó ngắn thôi. E6 cái này 280 ạ. Mã số tiếp theo E7 là một cây dao cắt thuốc. Cây dao cắt thuốc ạ. Chiều dài lưỡi cây này là 30 cm. Và chiều ngang lưỡi của nó tầm khoảng 11,5 cm ạ. Đấy, lưỡi dao còn rất là đẹp này các bác. Nó còn một phần lớp sơn mạ ở dưới này nè, không có bị rỉ sét gì hết, còn rất đẹp luôn. Đấy, cán cũng còn đẹp này, tem mác còn nguyên này, tem mác còn nguyên.
Cái này là E7 là 300 ạ. Đến mã số tiếp theo là E8 ạ. Mã số tiếp theo E8. E8 là một cái cây quốc chim này, cây quốc chim ạ. Cây quốc chim nhỏ. Chiều dài lưỡi cây này là khoảng 22 cm. Chiều ngang lưỡi cây quốc chim này là khoảng 4,2 cm. Và cái cán của nó dài tầm khoảng 37 cm. Cây quốc chim này lưỡi thì còn đẹp mà, còn nguyên lớp sơn mạ. Và phần cán của nó cũng còn đẹp và nó tem mác còn nguyên nhau không? Cái này E8 là 100 ngàn. Đến E9 ạ. E9 một cái cây cuốc nhỏ, cuốc vườn, cuốc đất ạ. Chiều dài lưỡi 12 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 7,5 cm ạ. 7,5 cm. Cái này thì lưỡi nó hơi hơi rỉ rỉ trên bề mặt một tí ạ. Cán thì cũng còn chắc chắn ạ. Đây, E9 là 100 ngàn. Mã số tiếp theo là E10 ạ. E10 là một cái là hai cái lưỡi cưa gỗ. Đây, lưỡi cưa này. Hai cái lưỡi cưa gỗ còn gần như mới chưa xài, răng còn rất là sắc bén. Đường kính lưỡi cưa là nó khoảng 16 cm. Còn cái lỗ nắp lưỡi là đường kính là 2 cm các bác, 2 cm này, lỗ nắp lưỡi cưa. Cái này là đây nó có hai ấy, hai lưỡi còn mới. Cái này E10 là 100 ngàn. E10 100 ngàn hai lưỡi ạ. Đến mã số tiếp theo E11 ạ. E11 là một cái cây kìm bấm cốt, cây này của hãng Marvel. Chiều dài cây kìm bấm cốt này dài 26,5 cm và nó có 3 đầu bấm cốt này. Đầu 15,5 này. 5,5, 14 và 8,0 này. Đấy, cây bấm cốt này vẫn xài hoạt động bình thường nhé các bác. Và nó có răng chống trượt này, răng chống trượt hãng Marvel. Cây này là E10, E11 là 100 ạ. Mã số tiếp theo E12 là một cái cây cắt ống nước của hãng MCC ạ. Cây này chiều dài của nó là 19 cm. Và cây này thì lưỡi thì còn đẹp nhưng mà còn sắc bén ạ. Và nó cắt ống khoảng phi 20 ạ. Cắt ống phi 20. Này E12 là 103 ạ. Mã số tiếp theo là E14 ạ. E14 là một cái bộ lục giác bông này, một lục giác hoa. Nó gồm 9 đầu lục giác và nó có 9 màu khác nhau, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, cam các thứ ạ. Có 9 màu khác nhau này. Nó có đầu từ T1, T10, 15, 20, 25, 27 và 30. Và ba cái đầu lớn là T40, T45 và T50 ạ. Này. Bộ này là E14 là 150 ngàn. Mã số tiếp theo là E15 là một cái bộ lục giác vuông ạ, lục giác vuông. Này, nó cũng còn mới này, còn nguyên bộ. Nó cũng gồm có 9 cây lục giác ạ. Cây nhỏ nhất là 1,5 ly, 2 ly, 2,5, 3 này, 4, 5, 6, 8 và 10 ly ạ. Lớn nhất là 10 ly. Bộ này 9 cây, E15 là 100 ngàn. Mã số tiếp theo là E16 là một cái cây mỏ lết của hãng Sanki ạ. Size của nó là 250 mini Sanki đây. Nó có dấu nội địa Nhật đấy, hàng chuẩn của Nhật. Cây này còn khá là đẹp nhá, gần như mới. Nó chỉ dính mấy cái vết ố vàng trên ấy thôi, về các bác trà tẩy đi là sạch. Đẹp gần như mới ạ. Miệng thì còn đẹp còn khít này. Chưa có bị chảy trượt gì hết ạ. Cây này E16 là 120. Mã số tiếp theo là E17 là một cây kéo cắt tôn ạ. E17 một cây kéo cắt tôn này. Cây này chiều dài của nó là 25,5 cm. Và cây này cũng còn rất là mới. Lưỡi là lưỡi thép không rỉ, có răng chống trượt này. Chống trượt và cán của nó thì có nguyên lớp sơn mạ, tay cầm bọc cao su ạ. Còn đẹp ạ. E17 cây này là 150 ngàn. E17 150 ngàn ạ. Mã số tiếp theo E18 ạ. E18 là một cái bộ tô vít. E18 là một bộ tô vít ạ. Cái bộ này nó gồm có một cái tay cầm này, một cái tay cầm ạ.
và nó có thêm 6 cây vít. Cái bộ này nếu mà đủ nó là 8 cây vít cơ, nhưng mà nó bị rớt mất 2 cây rồi. Nó có hai cái tô vít cộng này và ba cái tô vít trừ. Hai tô vít cộng, ba tô vít trừ và một cái tô đầu vít nhọn này. Vít nhọn là tất cả là 6 đầu vít. Thiếu mất hai đầu ạ. Bộ này thì nó thiếu mất hai đầu. Cái này là E18, cái bộ này là 100 ngàn, E18 100. Nó có 3 đầu vít cộng trừ và 2 đầu vít cộng, một đầu vít nhọn E18 100. Cái mã số tiếp theo là E19 ạ. E19 là một cái bộ đục gỗ mini, đục bonsai, đục gỗ gồm có 5 cây đục này. Nó còn cũng còn rất là mới, còn nguyên trong hộp nữa. Đây, nó gồm 5 cái hộp bằng nhựa. Cái cán của nó thì cũng bằng nhựa và nó có một cái lưỡi đục ngang này, một lưỡi đục cong, một lưỡi đục ngang, một lưỡi đục chữ V này và một cái lưỡi đục chéo và một cái lưỡi đục cong nhỏ, gồm 5 cây ạ. Nó còn nguyên trong hộp như thế này. Cái này là E19 là 130 ngàn ạ. E19 130 ngàn. 5 cây ạ. Còn nguyên hộp nó lưỡi còn đẹp vậy. E19 150 ngàn. À 130 ngàn ạ. E19. Cái mã số tiếp theo là E20. E20 là một cái máy khoan tay. Cái khoan tay ấy. Khoan tay này. Cái đầu này thì các bác có thể lắp đầu vít hoặc đầu mũi khoan các thứ được nhá. Tùy các bác tùy ạ. Chiều dài cây khoan này là nó dài là 30 cm, 30 cm. Cây này cũng còn rất là đẹp này các bác. Về các bác lấy mũi khoan, mũi vít lắp vào đây này là xài được thôi. Còn xài hoạt động bình thường nhá. Này E20 là 100 ngàn, E20 100. Mã số tiếp theo E21 ạ. E21 là một cái lưỡi rìu tai vòi ạ. Chiều dài lưỡi cái này là 11 cm. Chiều ngang lưỡi của rìu này là 11 cũng 11 cm thôi. Về mặt lưỡi còn khá là đẹp ạ. Nó không có rỉ xe gì nhiều. Lưỡi 3 lớp thép ạ. Lưỡi này E21 là 170 ạ. Mã số tiếp theo E22. E22 là một cái bộ gồm 3 cái cây nha. Cái này là cái lưỡi búa, lưỡi rìu bổ củi nhỏ này. Cái này là em chưa có sửa vệ sinh gì hết nhá. Về các bác sửa lại, mài bén lại rồi đóng cán lại xài nhá. Một lưỡi lưỡi búa, lưỡi rìu nhỏ này. Một cái lưỡi dao chặt nữa này, cái này cán hỏng rồi. Và một cái lưỡi một cây dao chặt, cái này cũng một mặt này. Cái này lưỡi còn khá đẹp. Cán thì người ta có cuốn thêm dây nên nó cũng còn khá là chắc chắn á. Cái này E22 ba cái là 150 ngàn. E22 150 ngàn. Đến mã số tiếp theo là E23. Mã số tiếp theo là E23. E23 là một cái cũng ba ba cây này. Cái này là loại búa rìu bổ củi đấy mà em chưa sửa, chưa vệ sinh, chưa sửa gì hết. Và có hai cái lưỡi rìu tai voi. Mấy cái này thì nó hơi xấu nhá các bác. Về các bác mài bén đi thì bổ củi, bổ cây, chặt cây thì vẫn xài bình thường nhưng mà nó hơi xấu thôi. Về các bác sửa lại nhá. E23 ba cái này 150 ngàn. Mã số tiếp theo là E24. Mã số tiếp theo là E24. Nó gồm một cái combo gồm cả cờ lê rồi tô vít rồi kìm kẹp các thứ này, có một cái kéo này và có 6 cái tô vít nha các bạn, có 6 cái tô vít ạ. 6 cái tô vít có 3 cộng 3 trừ, cái này em đã lựa ra rồi. Và nó có khoảng 8 đến 7 đến nó khoảng 8 đến 9 cái cờ lê. Nó gồm từ 8 đến 21 22 đấy. Cái to này là 21 23 này. Và nó có một cái chụp buji nữa này. Kìm kẹp này, hai cái kìm kẹp. Bộ này nó gồm khoảng 10 mấy thứ. Cái này 100 ngàn nha các bác, 100 ngàn. E24 100. Đó, 100 ngàn. Mã số tiếp theo E25 ạ. E25 cũng một combo cờ lê, tô vít các thứ.
Cái này thì em chưa vệ sinh nên nhìn nó không được đẹp lắm nha các bác. Nhưng mà nó cái này về các bác đánh cước lại hoặc tẩy đi này, là những cái vết này, bẩn vết ố này nó sẽ bay hết đi. Nhìn chung nó cũng còn tương đối ạ. Có một cái cây dao cắt cắt giấy, một cái kìm kẹp này, và cũng có 6 cái tô vít, 6 cái tô vít 3 cộng 3 trừ nhá, 3 cộng 3 trừ. Và có hai cái kìm kẹp, hai cái kìm kẹp, một cái kéo, và cờ lê thì có tầm khoảng 8 đến 9 cái. Này em cũng lựa ra đều đều á, 8 đến 9 cái đấy ạ. À, từ 8 mini đến khoảng cái này cũng đến 21 23 này. Cái này 21 23. Cái này là 10 21 19 này. Và cái này là 17 19 này. Nói chung là em lựa cũng đều đều ra rồi ạ. Bộ này là E25 là 100 ạ. 100 ngàn. Mã số tiếp theo là E26 ạ. E26 cũng một cái bộ cờ lê tô vít. E26. Nó có một cái cây kéo bếp này. Cây này chỉ cần rửa đi là sạch, là vẫn xài thì ngon lành nha bác. Cắt vẫn rất là bén, còn đẹp, khá đẹp ấy. Một cái kéo, một cái kéo bếp. Cái này kéo cắt cành này, kéo cắt cành này chưa vệ sinh thôi. Đấy, cũng có 6 cây tô vít 3 cộng 3 trừ, và có hai cái kìm kẹp, cũng có hai kìm kẹp. Đó. Và cũng có một cái trục buji nữa này, mở buji này. E26 cũng 100 ngàn ạ. E26 100. Đến mã số tiếp theo là E27 ạ. Và số tiếp theo E27 là một cái cây classic của hãng Super. Cây này chiều dài của nó là 30 cm. Cây này thì nó hơi xấu một tí thôi, còn răng thì còn đẹp nha các bác. Răng thì còn sắc bén ạ, không có bị chảy chừa gì hết ạ. Có cái xích này lâu ngày thì nó hơi kẹt tí này, về các bác tra dầu rồi các bác gõ ra cho nó trơn tru lại xài nhá, nó hơi bị kẹt đấy ạ. Ngâm dầu, tra dầu vào rồi kẹt ở những cái mắt xích ở ngoài này, này. Của hãng Super ạ. Cây này là E27 là 100 ạ. 100. Về các bác có nhiều thời gian các bác sửa lại một chút ạ. E27 100. Mã số tiếp theo là E28 ạ. E28 là một cái cây, một cái cặp kéo cắt vải. Cây lớn này chiều dài thì cây lớn chiều dài 24 cm. Và chữ được khắc chìm, kéo còn đẹp nguyên nha các bác. Chữ khắc chìm hai mặt. Và cán của nó còn nguyên ốc sơn mạ này. Và một cây nhỏ nữa. Cây nhỏ này chiều dài của nó là 18 cm. 18 cm. Nói chung là mấy cây kéo này lưỡi các thứ còn đẹp hết nhá. Còn đẹp hết, chữ khắc hai mặt. Này là E28 là 130, 130 ngàn một cặp. Và số tiếp theo E29. E29 là một cái cây kéo cắt cành đúc. Cái này chiều dài là 18 cm, lưỡi thì còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn. Và ốc là ốc đồng này, và chữ được khắc hai mặt của lưỡi kéo này. Có cái chốt gài bằng da thì đứt rồi, nò xo thì rớt mất, về các bác kiếm nò xo các bác lắp vào nhé, là cắt được thôi. Kéo còn khá là đẹp đấy. E29, cây này 120. Mà số tiếp theo E30. E30 là cũng một cây kéo cắt cành này. Cái này chiều dài của nó là 20 cm. Lưỡi là lưỡi thép không rỉ, còn đầy đạn, gần như chưa bị mài mòn. Kéo này lưỡi còn rất là sắc bén nha các bác. Lưỡi còn rất là bén ạ. Đây, cái mảnh bao đây em cắt rất là bén luôn. Đó. Đó, rất là bén ạ. Chữ được khắc chìm ở trên lưỡi kéo đấy. Thép không rỉ, tay cầm bọc cao su bên ngoài này. E30 cây này 140 ngàn. Mã số tiếp theo E31 là một cái cây kéo hồ lô. Kéo hồ lô. Cây này của hãng Kai ạ. Chiều dài cây kéo này nó dài 20 cm. Tay cầm thì còn lớp sơn mạ bên ngoài, nó chỉ bị chảy xước bong tróc một tí thôi. Lưỡi thép không rỉ này, lưỡi thì còn đẹp ạ. Kéo hãng Kai. Cái này E31 là 100 ngàn. E31 100. Mã số tiếp theo là E32 ạ. E32 là một cái cặp đầu búa này. Đầu búa nhổ đinh. Nó gồm hai cái đầu búa.
một cái lớn này thì đầu chữ V cái này gần như là mới, cũng chưa có xài, chưa đóng cán đấy, nên đầu các đầu chữ V các thứ còn đẹp, chứ không có bị cong vênh chảy trượt gì hết. Và đầu đóng đinh này, một cái nhỏ là đầu vuông, còn một cái to đầu tròn, có vân chống dính, có vân chống trượt luôn ạ. Cái này thì cái lớn này thì trọng lượng của nó là 500 gram nhé các bác, còn cái nhỏ này trọng lượng là 400 gram này. Một cặp như thế này là E32 là 130 ngàn hai cái. Mã số tiếp theo là E33. E33 là một cái đầu búa tạ này. Một cái đầu búa tạ. Cái đầu này búa này nó nặng nặng 3 ký 4 ạ. Đầu búa này nặng 3 ký 4. Đầu thì nó có hơi rỉ rỗ một tí, nhưng mà các bác mua về chêm cán và đập bê tông sắt thép thì vẫn xài bình thường nhé các bác. Đầu này E33 150 ngàn. 150 ngàn. Mã số tiếp theo E34, cũng một cái đầu búa tạ. À, đầu của nó cái này người ta xài nhiều rồi, nhưng mà cái này về các bác đập bê tông chẳng hạn hoặc sắt thép thì vẫn xài vẫn bình thường ạ, nó chỉ cũ tí thôi. Cái này nó nặng, cái đầu búa này nặng 3 kg 2 ạ. Cái này E34 cũng 150 ngàn. Thế mã số tiếp theo là E35. Mã số tiếp theo là E35. Số tiếp theo E35 là một cái cây cây liếc dao. Chiều dài cây liếc này là nó dài khoảng 26 cm và cái phần lưỡi liếc là 15,5 cm. Một mặt là cong và một mặt liếc là mang dẹp. Cái này thì cái phần liếc thì nó có dính những cái vết ố vàng bên ngoài một chút ạ. Cái này E35 100 ạ, 100 ngàn. Mã tiếp theo là E36 ạ. E36 là một cái dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó tầm khoảng 17,3 cm. Chiều ngang lưỡi khoảng 3,4 cm ạ, 3,4 cm. Và độ dày cái lưỡi dao này là nó dày 6 ly, 6 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp, dao chặt. Này mua về chặt gà, chặt vịt này. Bề mặt lưỡi dao cũng còn khá là đẹp ạ. Cán còn đẹp và chắc chắn ạ. E36 cái này 200 ạ. Mã số tiếp theo là E37 ạ. E37 là một cái cây dao bản vuông thép thủ công ạ. Chiều dài lưỡi cái này là khoảng 27 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 8 cm ạ. Và độ dày là nó dày khoảng 2 ly, cây này thép thủ công ạ. Bề mặt nó cũng không có bị rỉ sét thì nhiều đâu, nó cũng còn khá là láng mịn, chữ được khắc chìm ở mặt bên trái còn lưỡi dao này, bản vuông. Cán thì cũng còn đẹp và chắc chắn ạ, có khâu này nó hơi lỏng một tí này. E37 cây này 300 ạ, 300. Mã số tiếp theo là E38 ạ. E38 là một cái bộ gồm 4 cây dao này. Nó gồm một một cái lưỡi dao nhỏ gọt trái cây nhá bác, chữ khắc chìm này, mặt sau có dập chữ Made in Japan này. Một cái lưỡi này. Một cái cây dao nhỏ gọt trái cây của hãng Mark, hãng Mark ạ. Và có một cây dao gọt trái cây nữa. Cây này thì cán nó hơi bị hở tí này, lưỡi thì còn đẹp ạ. Ba cây và một cây dao thái. Cây dao thái cái này của Checkmark ạ, của Checkmark này. Có hãng này. Corolla gì đấy, Checkmark. Và cán xương, cái này cán xương, lưỡi thép không rỉ ạ. Và bộ này 4 cây này này. E38 nó 120 ngàn. E38 120, 4 cây ạ. Mã số tiếp theo là E39. E39 là một cây dao sashimi thép thủ công ạ. Chiều dài lưỡi của nó là 23 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 3 cm và độ dày cây dao là nó dày 3,5 ly, 3,5 ly. Đây, cây này dao thủ công, lưỡi còn rất là đẹp nha các bác, lưỡi còn sáng này, bóng này, không rỉ sét gì hết, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao đó, cán khâu còn đẹp hết. E39 là 280 ngàn. Và số tiếp theo E40 là một cái cây dao sashimi thép thủ công nữa. Chiều dài lưỡi cây này là 23,5 cm. Chiều ngang lưỡi là khoảng 2,7 cm. Và độ dày của nó là
Nó dày là 4 ly, dày 4 ly. Cái này dao thép thủ công này. Nữa còn đẹp. Chữ thì nó bị mờ này nha bác. Có phần cán với lại khâu nó hơi xấu này. Vậy các bác sửa lại nhá. Này E40 là 100 ngàn, 100 ạ. Và số tiếp theo E41 là một cái cây dao thái của Đức. Chiều dài lưỡi của nó 18 cm, chiều ngang lưỡi là 4,5 cm và độ dày cây dao là 2 ly của Đức. Đức hai hình người, hãng Duy Linh sản xuất này, slogan The Manly hai hình người. Trên bề mặt dao thì nó người ta xài nên rồi nên nhiều rồi nên nó hơi bị chảy chảy một chút nha các bác. Nó hơi chảy trên lưỡi dao tí. Cán gỗ E41, cây này 150 ngàn. E41 150 ngàn. Và số tiếp theo là E42. E42 là một cái cây dao đề 3 thép thủ công. Chiều dài lưỡi cây này là 15,5 cm, chiều ngang lưỡi 5 cm và độ dày cây dao này, độ dày cây dao là 3,5 ly, 3,5 ly dao thép thủ công ạ. Cái này E42 là 150 ngàn, E42 150 ngàn. Mã số tiếp theo E43 cũng một cây dao Lakiri theo thủ công ạ. Chiều dài lưỡi cây này là 17 cm, chiều ngang lưỡi 5 cm và độ dày của nó 2 ly, dày 2 ly theo thủ công này. Bề mặt cũng còn đẹp ạ, không rỉ xe gì hết ạ, không bị reset, bề mặt còn sáng đẹp, chữ khắc thủ công trên bề mặt đấy. Cán gỗ E43 cây này là 200 ngàn, E43 200. E44 một cây dao 3 lớp thép ạ. Chiều dài lưỡi cây này là 16,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 4,4 cm và độ dày của nó là 1,7 ly. Cái này lưỡi 3 lớp thép này. Và chữ của nó người ta dập trên bề mặt lưỡi mà nó lâu ngày người ta sử dụng nó bị bong trong, nó hơi mờ tí ạ. Cán nhựa. Cái này E44 là 150 ngàn, 3 lớp thép ạ. Mà số tiếp theo E45, một cây đề 3 thép thủ công ạ. Chiều dài lưỡi cây này là khoảng 15,3 cm, chiều ngang lưỡi là 4,7 cm và độ dày của nó là nó dày hơn 4 ly ạ, khoảng 4,2 ly. Ba bề mặt còn khá đẹp ạ, chữ khắc chìm trên bề mặt này. Cái này E45 170 ạ. Mà tiếp theo E46 ạ. E46 là một cây dao Lakiri. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 16,5 cm, chiều ngang lưỡi là 5 cm và độ dày là 2 ly. Cái này ở trên bề mặt của nó có mấy cái vân hình giống hình châm kim, chân chim ấy, vết chân chim ấy, hai mặt. Và nó có dập chữ trên này mà nó bị bong chóc đi rồi, nó còn có một phần nữa. Cán gỗ, cái lưỡi dao còn rất là đẹp. F46 cây này 250 ngàn. Đến mã số tiếp theo là E47 ạ. E47 là cái này là 1 kg dao nhá, mà em cân chắc khoảng ký 1 ký 2 á. Nó gồm có 2 này. 2 4 này. 5 6 gồm 8 cây, khoảng 8 cây dao thái á, dao nhọn. Dao ấy. Nói chung là về các bác vệ sinh thêm nhé. Còn cán các thứ thì nó cũng còn khá là chắc chắn đấy, vẫn sửa xài sử dụng bình thường. Có cây này cán hơi lỗi tí này. Và nó có thêm 3 cây dây dao răng cưa để mình cắt bánh mì hoặc là cắt đồ đông lạnh này. Và cũng có thêm 3-4 cây dao gọt trái cây nhỏ nhỏ nữa. Đó. Cái này là nó khoảng ký 1, ký 2 gì đấy, khoảng hơn 1 ký tí. Này, E47 là 250 ngàn. Em mã số tiếp theo là E48 ạ. E48 cũng một ký dao. Một ký dao. Nó gồm có cây này cán hơi xấu này các bác. Về các bác để xài cũng được hoặc là sửa lại nhá.
Đây. Nó gồm rất là nhiều dao thái luôn. Chỗ này là nó khoảng 9 cây đấy. À chỗ này 10 cây luôn, 10 cây này bác. 10 cây nhá. Có cái loại nọ nói kia đấy, 10 cây này. Đa số thì lưỡi còn đẹp và cán còn đẹp, xài hoặc sử dụng bình thường về các bác chỉ cần mài bén vệ sinh lại thôi. Và có thêm 2-3 cây dao răng cưa này, 2 cây dao gọt trái cây này. Bộ này là E48, cũng 250.000 một cân, một ký hơn một ký. Mã số tiếp theo là E49, cũng hơn một ký dao. Nó gồm có 3 này, 5 này, 7, 6 này, 7, 8, 7. Đây, nó tầm 7 cây dao lớn, 7 cây dao lớn. Cây này dao sứ nha các bác, nó mẻ tí đầu à, với này ở đây. Thì về các bác mài bo lại nhá. Dao này như dao sứ. Đây, và thêm 6 cây dao kia nữa, 6 cây dao khác. Cán các thứ thì vẫn còn ngon nhá, lưỡi vẫn còn ngon này. 6, 7 cây lớn này. Và cũng 3 cây dao răng cưa, 3 cây dao răng cưa. Và chỗ này thì nó có cái này là dao giống kiểu dao cắt bánh mì hoặc là cắt bánh sinh nhật các thứ đấy. Có khoảng 3 cây dao gọt trái cây nữa, 3-4 cây dao gọt trái cây nữa. Con này là E49, cũng 250.000. Đến mã số tiếp theo là E50. Cái này là đồ bếp nha các bác. Hôm nay em bán 100.000 3 ký. Này đồ bếp nó còn sót lại nên nó không được đẹp lắm. Nó không đủ đồ thôi chứ không phải không đẹp. Thế là nó hơi ít thìa muôi, nó nhiều dĩa hơn chứ cũng không phải là không đẹp. Nhưng cái xấu thì em đã lựa ra em bán ve chai hết rồi. Con này là toàn đồ là còn sạch, còn đẹp và xài được. Nó chỉ ít, ví dụ như nó hơi ít những cái đồ mà hay dài như là thìa hoặc là muôi các thứ thôi ạ. Đây. Đây ạ, đây là mã E50 này, em vừa đổ ra chậu này. Đây, còn những cây kéo rất là đẹp nhá, thìa các thứ, gắp đá các thứ này, dĩa này, dĩa rất là nhiều. Đấy, đồ còn rất là sáng và đẹp. Này em chưa vệ sinh rồi. À, có 30.000 một ký thôi, 100.000 3 ký. Còn có cả kìm kẹp này và phôi dao titan, phôi dao global các thứ này. Đó, rất là nhiều. Muỗm cũng có nhưng mà nó hơi ít muỗm thôi. Đấy, đồ còn rất là sáng nhá. Này các bác xem các bác lựa về. Về thì đổ ra các bác xài ở cái nào thì xài nhá. Nói chung là đồ này thì em lựa hết rồi, rất là sạch đẹp. Còn những cái xấu hỏng hư hỏng em đã bỏ hết ra, em bán ve chai hết rồi. Cái này E50 này, E50 là 100.000. Rồi đến mã số tiếp theo E51 ạ. E51 cũng 3 ký. Một túi là 3 ký nha các bác. E51 là một túi là 3 ký. Nó có cái muôi này, nó để lâu không xài nó hơi rỉ tí về các bác trà lại là xài bình thường nhá. Cái này là cái ép bánh này. Rồi thìa cũng có nhưng mà hơi ít. Cái này là cái kiểu bắt nồi nhỉ. Kéo này, kéo này về các bác trà đi này là sạch sẽ đẹp rồi, cắt bình thường. Nạo này, bấm móng tay này. Thìa muỗng dĩa rất nhiều. Cái này thì muôi dẹp này. Đó. Muôi dẹp nữa này. Thìa muỗng dĩa. Nó có mấy cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ như mấy cái dĩa nhỏ để mình ăn ốc chẳng hạn, hoặc là mấy cái này là mình để kẹp đồ nướng, đồ chiên xào thì này. Đó. Một cái mã này là E51, đây, E51 cũng 100.000 thôi, 3 ký ạ, 100.000 3 ký. Đến mã số tiếp theo là E52 3 ký. Cái này là cái lưỡi dao này, về các bác mài bén thì vẫn xài được nhá. Cái kéo này để lâu thì nó cũng rỉ, nhưng mà lưỡi thì vẫn còn cắt bình thường. Để lâu nó rỉ. Muôi này. Muôi.
rồi kéo bếp này, rồi phôi dao Global này, kéo bếp, thìa và nạo hoa quả, nạo vỏ này, thìa muỗng dĩa đây, thìa muỗng dĩa các loại, kéo các loại. Chỗ này 3 kg ạ, 3 kg là 100, cái này E53, à quên E52 100 này, E52 100. Mã số tiếp theo là E53 nhé mà. Đây có cái muôi thủng này, cái này không biết muôi làm gì, muôi nhựa, muôi dẹp này, đánh trứng này, đánh trứng, gắp bia, gắp đá này, đánh trái luôn. Và có một cái đầu cộng này, đầu mở ốc 11 này, đầu chữ T mở ốc 11. Kéo này, dao gọt trái, dao cắt bánh này, và dao lưỡi dao phôi dao Global này. Cái này cái bát chảo, bát nồi này. Dao cắt bánh mì, dao cắt bánh, muôi dẹp các thứ. Đây thìa muỗng dĩa các loại. Cái này E53 cũng 100 ngàn, E53 100. Cái mã số tiếp theo là E54 cũng một túi 100. Muôi dẹp này, muôi cái múc canh này, muôi dẹp nữa này, kéo à, gắp đá, gắp đồ chiên, đồ xào à, và đánh trứng này, muôi lưới nữa này, muôi lưới, đánh trứng, muôi lưới. Cái này giống kiểu cái ép bánh ấy, ép làm bánh, bấm ấy nữa, bấm kim này, cờ lê, thìa, thìa nhỏ, thìa to cũng có nhá, thìa rồi dĩa, thìa dĩa. Cái này là E54 cũng 100 ngàn, 3 kg ạ, E54 100, 3 kg. Đến mã số tiếp theo là E55 100 đây. E55 cũng có cái muôi gắp đá, muôi muôi trong này, có thêm cái muôi nữa. Cái này cá nó hơi bị cháy tí này, muôi dẹp, kéo và phôi dao Global. Cái này chưa mài lưỡi, về có bằng mài lưỡi để cắt trái cây. Khui bia các thứ này, gắp đá, có cả cái cờ lê 12-14 nữa này. Đó. Cái này là E55 cũng 100 ngàn, 100 ngàn 3 kg. Mà số tiếp theo E56 á, E56 cũng 3 kg, 3 kg. Muôi nhỏ, muôi lớn, muôi lớn, muôi nhỏ, kéo, kéo bếp, kéo cắt, cái này anh kéo cắt giấy hoặc kéo cắt thịt được này. Cái này cái bát nồi, đánh trứng, đánh trứng và mấy cái kẹp, mấy kẹp đá này. Đã. Máy này thì nó cũng có thìa nhưng mà nó hơi ít nha các bác. Có thìa nhưng mà nó ít, muỗng nhiều hơn.
thìa hơi ít, có thìa nhỏ cũng có, thìa to cũng có mà nó ít thôi. Cái này E56 đây, E56 3 ký, 3 ký là 100 ngàn, E56 ạ. Mã số tiếp theo là E57 ạ, E57 đây, có một cái muôi dẹp này, một cái muôi lưới này. Cái này thì giống như cái giá để hấp ấy. Cái giá để hấp đây. Giá để hấp đánh trứng này, kéo. Cái này thì biết để nạo hay làm gì ạ, bấm kim này, cờ lê, thìa, thìa muỗng dĩa các loại, kéo. Cái này là mã số là E57, E57 là cũng 100 ngàn, 3 ký ạ, 3 ký 100. Có một cái muôi nhôm này, muôi nhôm 57 100. Mã số tiếp theo là E58. E58 á. E58 cũng 3 ký. Có kéo này. Kéo này về mình lấy cước mình đánh đi là nó sáng ra thôi. Cái vẫn cắt bình thường nhá, rất là sắc bén á. Muôi dẹp này. Muôi dẹp. Gấp đá muôi dẹp. Cái này là ép bánh này. Rồi cái vỉ, cái giá để nướng này, nướng đồ, à giá hấp này, bấm móng tay, muôi thủng, dao global, dao phôi, dao global đó. Và cái này là cái bát nồi này. Và dưới này thì còn rất là nhiều thìa muỗng dĩa nhé các bác, thìa muỗng dĩa này. Cái này là E58 á, E58. Cái này cũng 100 ngàn, 3 ký ạ. Đến mã số tiếp theo này, E59. E59 cái này thì nhiều hơn này, cái này tới 4 ký rưỡi luôn. 4 ký rưỡi thì em bán là 130 ngàn nhá. E59 có cái dĩa rất là lớn này, kéo này, kéo các thứ, đồ còn xài còn rất là sáng đẹp, về các bác vệ sinh trà rửa đi là nó đẹp, nó sáng lại này. Kéo này, cái này là cái vắt cam này các bác, cái này bằng sứ để mình vắt cam, vắt quất gì đó, vắt cam nhá, vắt cam này, cắt bánh này, cắt bánh. Đây có một cái nạo này, kéo. Và rất là nhiều đồ linh tinh khác. Đây, chỗ này là khoảng 4 ký rưỡi á, 4 ký rưỡi là 130 ngàn. E59 là 130 ngàn, 4 ký rưỡi, rất là nhiều đồ nữa. Hôm nay thì em có một số mã hàng giới thiệu các bác trên video, thì em xin kết thúc video ở đây nhé. Em xin chúc các bác còn đón một cái Tết Nguyên Đán thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ạ. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi ạ. Em chào tạm biệt các bác.